Khai thị thất A Di Đà. Ở cõi Ta Bà ai cũng thích sướng ghét khổ. Chúng sanh ở địa ngục thì thích khổ ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân giận ghét từ bi. Loài súc sanh vì thích ngu si ghét trí huệ nên mới đọa làm súc sanh. Tuy con người thích vui sướng ghét khổ não nhưng lại không biết làm sao để chẳng có khổ não. Ở cõi trời ai cũng thích sướng ghét khổ. Trong lúc đó đối với chư Phật và Bồ Tát thì cảnh giới của các ngài không có khổ não hay vui sướng. Các ngài quên bẵng cả hai trạng thái khổ vui. Đa số chúng sanh đều điên đảo, nhận đúng là sai, lấy sai làm đúng, đem đen làm trắng, thấy trắng cho là đen. Rốt ráo thì chúng sanh có biết chăng mình đang điên đảo? À, biết chứ. Tuy biết nhưng vẫn cứ làm chuyện sai trái, hiểu rõ là việc phi lý, thế mà cứ chuyên môn làm vậy. Biết đâu là việc đúng đắn nhưng lại không chịu làm. Ví dụ như các kẻ lúc niệm Phật thì lại đi uống trà. Uống trà cũng có quy định thời gian, chẳng phải tùy tiện uống lúc nào nơi nào cũng được. Dùng thời giờ niệm Phật để uống trà là biếng nha. Niệm Phật mệt quá rồi, đi uống một ly trà nghỉ xả hơi một chốc, đó là làm biếng. Nếu thật lòng niệm Phật sao còn nghĩ tới chuyện uống trà? Quý vị hẳn đã sớm quên phức việc uống trà rồi, càng không cần đề cập tới chuyện uống sữa. Bởi vì chuyện gì cũng phải quên bẵng hết rồi. Người chân chánh niệm Phật thì ngay các việc ăn cơm còn không biết, hà huống chi là chuyện uống trà. Có người nói, niệm Phật thế thì nguy hiểm quá, bởi vì làm cho mình quên cái chuyện đã ăn cơm rồi hay chưa nè. Song chính đây mới là công phu của những người chân chính dụng công. Ăn hay chưa ăn, họ không biết đến. Áo mặc hay chưa mặc, họ cũng chẳng nhớ. Nghỉ ngơi hay chưa nghỉ, họ nào hay. Quên bẵng mọi sự, ban ngày không biết. Ban đêm cũng không biết. Trên không thấy có trời, dưới chẳng thấy có đất, ở giữa chẳng biết có người, mọi thứ đều không. Khi vạn sự đều không, thì làm sao còn nhớ nghĩ tới việc uống trà hay uống sữa? Chùa Kim Sơn có một thầy chẳng dám uống sữa. Bởi vì sau khi uống sữa thì lòng dâm dục nổi lên, không sao kềm chế được, do đó thầy chẳng uống sữa. Chúng ta ăn uống là để duy trì sinh mạng, lấy vật thực làm thuốc men. Không ăn thì chết đói, nên ăn để duy trì sự sống, chứ chẳng phải chúng ta cần ăn các thứ bổ dưỡng để nuôi thân. Khi thức ăn quá bổ béo thì rắc rối lắm đấy. Người tu pháp môn niệm Phật phải nhớ lúc nào cũng chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không được ngừng nghỉ, lúc thức niệm, ngủ cũng niệm. Phải niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, sao cho chẳng có thứ gì có thể làm gián đoạn. Dù cho dùng kiếm chặt cũng chẳng đứt được. Sức mạnh của sự niệm Phật phải kiên cố vượt hẳn sự cứng rắn của kim cương. Khi quý vị không thể dùng cách gì để phá hoại được tín niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc ấy mới gọi là niệm Phật ta muội. Chẳng những niệm Phật như vậy mà tụng kinh và trì chú cũng vậy. Khi ở trạng thái này, dù muốn khởi vọng tưởng, quý vị cũng chẳng thể khởi đặng. Tu hành là việc không dễ đâu. Quý vị hãy xem thầy hằng thật. Vì sao thầy không uống sữa? Bởi vì thầy biết sự lợi hại của sữa. Hãy thầy uống sữa bò thì tánh bò lập tức nổi dậy. Khi tánh bò tức là lòng dâm dục nổi dậy, thì còn dữ dằn hơn cả cọp nữa. Thông thường, hệ thân thể chẳng thiếu dinh dưỡng, thì không cần ăn đồ bổ dưỡng. Ăn đồ bổ rồi thì sinh đủ thứ rắc rối, do đó, quá dư thì cũng như thiếu hụt. Thái quá và bất cập điều không tốt cả. Chúng sanh ở cõi Ta Bà, mỗi cử động, mỗi hành vi đều là tham, là sân, là si. Tu pháp thế gian, chúng sanh dùng lòng tham sân si để tu. Khi tu pháp xuất thế gian, họ cũng dùng lòng tham sân si để tu. Thành thử, khi tu, họ cứ tham chấp khai ngộ. Ngồi thiền mới 2 ngày rưỡi mà đã muốn khai ngộ. Tu hành chưa tới 3 ngày đã đòi có thần thông. Niệm Phật chưa được mấy bữa, cũng mong đắc niệm Phật tam muội. Quý vị xem, lòng tham của họ to lớn đến thế, đó toàn là biểu hiện của loài quỷ tham nam. Chúng ta phải xem việc tu hành như là bổn phận của mình, không cần phải tham lam. Lâu dần công đức sẽ viên mãn,
quả Bồ Đề cũng tự nhiên sẽ thành tựu. Đáng lẽ việc tu hành đã thành công lâu rồi, nhưng chỉ vì quý vị tham nhiều nên rốt cuộc chẳng tiêu hóa nổi. Như ăn cơm, phải nhai từng miếng một, nếu cùng một lúc mà dồn cả bát cơm vào miệng, đây có mồm thì làm sao mà ăn. Muốn nhai cũng nhai không đặng, nuốt cũng nuốt không trôi. Việc ăn uống là một ví dụ hết sức đơn giản, nên có câu tham nhiều thì không nhai được. Khi tu hành phải tu mà như chẳng có tu gì cả, đừng sinh lòng tham lam, đừng tính toán mình sẽ thế nào, sẽ có gì. Quý vị muốn khai ngộ, muốn đắc thần thông ư, ở đâu mà có thể đạt kết quả mau chóng như vậy? Cũng như khi gieo hạt giống xuống đất, ta cần phải kiên nhẫn, chờ đợi để nó từ từ mọc cao lên, rồi khi đủ ngày tháng, nó sẽ chín mùi. Lại nữa, có nhân còn vậy. Mài thoại sắc thành kim, công đủ tự nhiên thành. Quý vị chớ sợ phí công, khi đủ thời gian rồi thì tự nhiên cục sắt cũng bị mài thành kim, nên có công mài sắt có ngày thành kim. Việc tu hành cốt yếu ở chỗ trừ sạch thoái hư tật xấu. Thế nào là thoái hư tật xấu? Thích uống trà là một tật xấu, thích uống sữa là một tật xấu, thích khởi vọng tưởng lăng xăng cũng là tật xấu. Nếu quý vị tham tiền nghi thì dụng công không được cảm ứng. Khi dụng công, quý vị chớ sợ khổ, sợ khó khăn, sợ mệt nhọc, thì tu mới thành. Ở đây, tôi phải xin quý vị thứ lỗi cho, bởi vì tôi thích nói đùa. Do đó, quý vị nào mập mạp, sau khi nghe tôi giảng, xin đừng lập tức kiên cử ăn uống. Nếu không, tôi e rằng quý vị sẽ đầu thượng ăn đầu, tức là đổi thêm một cái đầu trên đầu mình sẵn có, như là làm những việc vô ích, rồi tạo thêm cho mình đủ thứ phiền não. Hiện nay trên toàn thế giới, đâu đâu cũng tràn ngập thiên tai nhân họa, nơi nơi đều trở nên hắc ám, không có ánh sáng, chứng tỏ rằng sinh mạng của nhân loại đang bị đe dọa trầm trọng. Cái không khí giết người ấy thật quả xưa nay chưa từng có. Quý vị đã biết về bơm nguyên tử, bơm khinh khí, vũ khí hạt nhân, và giờ đây còn có thêm tia laser nữa. Những thứ vũ khí ấy, một khi được sử dụng, thì toàn thể nhân loại chắc sẽ bị diệt vong. Vì thế, hiện nay trên toàn cầu đều bị bao phủ bởi ám khí, và ác nghiệp đen tối cũng bao phủ khắp mọi nơi. Cách duy nhất để diệt trừ tai họa ấy là chúng ta phải nương theo Phật Pháp mà tu hành. Ở đâu có người chân chính tu hành, ở đó sẽ giảm bớt tai nạn. Nếu nhiều người cùng nhau kết hợp tu hành thì sức mạnh tập thể sẽ tiêu trừ được tai nạn, hóa giải được độc khí tàn khốc ấy, thành không khí hòa bình và khí tường. Muốn đưa về, mọi người cần phải thật sự tu trì, chân chính hành đạo đúng theo Phật Pháp. Quý vị hãy thành tâm niệm Phật. Khi niệm Phật một tiếng, trong hư không sẽ có một ánh hào quang xuất hiện. Nếu quý vị chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì ánh hào quang ấy sẽ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới và có thể hóa giải mọi thứ ô nhiễm, tai họa, tàn ác và hung bạo, khiến cho bầu không khí trong cõi tam thiên đại thiên thế giới trở nên tốt lành. Vạn Phật Thánh Thành là một nơi quang minh trên thế giới, phóng quang biến chiếu khắp hoàng vũ. Nếu như quý vị ở Vạn Phật Thành mà khởi vọng tưởng, thì quý vị vẫn có công đức. Công đức này lại còn lớn hơn công đức to tát nhất mà quý vị có thể tạo được ở thế giới bên ngoài. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì những người ở Vạn Phật Thành ai ai cũng đều hướng thiện, nên dù họ có vọng tưởng thì đa số cũng là vọng tưởng tốt, rất ít khi họ nghĩ đến những điều độc ác. Do đó, quý vị có thể nói rằng Vạn Phật Thành là mặt trời và mặt trăng của thế giới, chiếu soi khắp nơi khiến toàn thể chúng sanh được thanh tịnh và mát mẻ. Những người cư trú ở Vạn Phật Thành đều trồng nhiều căn lành từ thuở xa xưa. Họ đã từng phát nguyện cải thiện thế giới, khiến mọi tai nạn đều tiêu trừ. Do đó, người ở Vạn Phật Thành trong mỗi hành động và lời nói đều phải đứng đắn. Quý vị chớ nên a dua với kẻ xấu và kẻ tâm thường. Những người ở Vạn Phật Thành đều là người tốt, đàng hoàng. Những người tánh tình hung dữ, có ác tâm, chẳng sớm thì muộn đều không thể ở được và sẽ tự ý rời chùa. Vạn Phật Thánh Thành từ dưới đất trồi lên ở Tây Phương. Đây là nơi trong tương lai, tín đồ Phật giáo toàn cầu sẽ quy tụ để cùng nhau tu hành và nghiên cứu Phật Pháp,
làm cho đạo Phật càng phát triển thêm rực rỡ. Hễ ai có thể xuất gia tu đạo ở vạn Phật tánh thành, thì tương lai nhất định sẽ thành Phật. Vì sao? Vì rằng, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, nghĩa là ai ở lâu đài cạnh hồ nước thì sẽ thấy bóng mặt trăng trước. Nếu cái vị tới vạn Phật thành sớm thì sớm thành Phật, kẻ tới sau thì chậm thành Phật hơn. Có nhiều người tới vạn Phật thành nhưng cảm thấy không thể ở được, bởi vì họ thấy ở đây chẳng có hoạt động gì mấy. Luật lệ quá cứng rắn, lại chẳng cái gì vui thú. Song quý vị phải biết rằng chỉ hướng ngoại tìm thú vui, thì quý vị sẽ đánh mất niềm vui chân chánh. Ở đời hãy tìm cầu thứ giả dối, thì sẽ đánh mất cái chân thật. Muốn tìm thứ chân thật, trước tiên phải buông xả cái giả dối hư ngụy đi. Chẳng thế nào vừa muốn tu đạo xuất thế, lại vừa ôm chặt bát thế gian thường tình. Cũng như bước lên hai chiếc thuyền cùng một lúc, vừa muốn lên giang Bắc, lại vừa muốn xuống giang Nam. Đó là chuyện không thể thực hiện được. Trong thất niệm Phật này, quý vị cần phải nhất môn thâm nhập, nghĩa là chuyên tâm vào một pháp môn, chỉ dựa vào lòng chân thật, lòng thành cận, lòng cung kính, mà tu pháp niệm Phật, chớ để uổng phí thời giờ, dù chỉ là một phút thôi. Quý vị nên biết, một chút thời gian là một chút sinh mạng. Nếu không dùng công, mình sẽ tăng gia tội nghiệp. Nếu chân thật dùng công, thì thiện căn của chúng ta được tăng trưởng. Bởi vậy, quý vị hãy thành tâm, thiết tha niệm Phật thì mới không phí thời giờ, mà đời quý vị mới thật là có giá trị. Hòa thượng Tiến Hoa giảng vào mùa đông năm 1979 tại Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha,